Điện tử Thanh Huê xin kính chào tất cả các bác đang xem video của em. Dạ vâng, ngày hôm nay thì shop điện tử Thanh Huê lên sóng cho các bác cái cặp loa JBL. Và trước mắt các bác đây là cái cặp loa JBL L300 Summit. Đây là cái dòng loa cao cấp và quý trên thị trường. Cái thời điểm ra mắt thì con này với cái mức giá là khoảng 400.000 yên, mức giá rất là cao vào những năm 1978. Và cái dòng này thì được rất là nhiều audio file đánh giá cao và cũng như là săn đón và sử dụng cái dòng L300 Summit này rất nhiều. Một cặp loa dễ dàng phối ghép với nhiều âm ly và cũng không hề kén âm ly. Các bác có thể phối ghép với những cái dòng âm ly đèn thì cho ra cái chất âm rất là tuyệt vời. Các bác sử dụng nghe những dòng nhạc vàng, nhạc trữ tình, bolero thì đây là một lựa chọn tuyệt vời trong cái phân khúc giá khoảng trên 100 triệu một cặp loa. Và loa thì có mà tại shop điện tử Thanh Huê trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối các bác nhé. Về phần phía trước của cặp loa là một tấm e căng, em đã bỏ sẵn ra rồi, chút nữa em sẽ quay cận cảnh cho các bác được quan sát kỹ cái phần e căng cũng như là toàn bộ con loa này rất là đẹp. Về thùng của cặp loa, thùng zin tất cả đều đẹp tuyệt đối. Và loa thì sở hữu cấu hình bát 38 cm, xấp xỉ 40 cm. Bát 136A huyền thoại, một chung kèn LE85 và họng kèn HL92. Và đặc biệt sử dụng đôi chép hay nhất của JBL 077 chép kim cương, cho ra giải cao sáng đẹp vô cùng với thiết kế rất là ấn tượng. Và bộ tản nhiệt 077. Phía bên trên nóc của cặp loa là cái tấm kính màu đen, tấm kính zin theo cái cặp loa, tất cả đều zin tuyệt đối các bác nhé. Cặp loa hay là tất cả những cái sản phẩm audio bên em lên sóng thì có như thế nào em sẽ thông báo luôn công khai tại video cho các bác. Loa thì có cái trở kháng là 8 ohm, độ nhạy 93 dB, dễ dàng phối ghép với nhiều dòng âm ly trên thị trường. Và trọng lượng của cái cặp loa này cũng khá là nặng, có cái trọng lượng là trên 1 tạ, khoảng trên 120 kg. Cái dòng L300 Summit này, đây là một cặp loa huyền thoại đánh dấu được tên tuổi của hãng JBL. Thì hầu như là tất cả các bác yêu thích âm thanh đều biết đến. Và ngày hôm nay thì điện tử Thanh Huê lên sóng quay chi tiết cận cảnh cho bác cũng như là thông báo giá công khai tại video. Và vẫn những câu nói cũ, bác nào đang xem video mà chưa ấn nút đăng ký thì hãy cho em xin một nút đăng ký và chuông màu đỏ bên góc phải màn hình để không bị bỏ lỡ những video nào mới nhất đến từ bên em. Và mọi nhu cầu các bác cần tư vấn cũng như là mua sắm sản phẩm, các bác hãy vui lòng liên hệ với em theo cái số điện thoại 0333 289 289. Quay trở lại cái cặp loa, đây là một cặp loa hết sức là tuyệt vời trong cái phân khúc. Và phía sau loa là hệ thống cặp loa tất cả đều đẹp zin. Bên em thì cũng có nhiều cái video nói về cái dòng loa L300 Summit này và cũng như là bán ra thị trường với số lượng rất là nhiều. Chất âm của cái cặp loa L300 Summit này bên em cũng đã quay rất là nhiều. Bác nào cần cái chất âm thì liên hệ với em hoặc nhắn tin cho em, gửi hình ảnh cũng như là video cụ thể tới các bác. Ngay bây giờ em sẽ không để các bác chờ lâu nữa, em mời các bác cùng em tiến tới lại gần để quan sát kỹ chi tiết được hông sườn cũng như là hậu cảnh của cặp loa L300 Summit này. Các bác quan sát cái cặp bass rất là đẹp luôn ạ. Đó, rốn cực là to. Một cặp loa nghe hay bày đẹp và cũng như là với chất âm, chất lượng của cái cặp loa này tuyệt vời trong cái phân khúc các bác nhé. Phía bên trên đây là cái họng kèn. Chớp đều hướng thì em bỏ sẵn ra rồi. Phía trên cùng là cái chép kim cương đặc trưng của nhà JBL. Bên cạnh là hai cái nút tinh chỉnh ạ. Tem mác đầy đủ đây các bác nhá. Rất là đẹp luôn, một cặp loa tuyệt vời. Sở hữu bát 40 cm. Cặp loa này thì bên em bán với mức giá là 135 triệu các bác nhé. Các bác yêu thích thì liên hệ với em. Nhanh thì các bác sẽ được sở hữu cái cặp loa này. Cái cặp một cặp loa đẹp, rất là đẹp luôn. Con này thì có cái chiều rộng là 584 và chiều cao 803. Chiều sâu 572, tất cả tính bằng mm. Đây là phía trên đây, đó, tấm kính màu đen.
đẹp và sang trọng. Hai con đẹp như nhau ạ. Đó các bác quan sát đây, cái độ vòng của cặp loa tất cả đều rất là đẹp. Không có cái dấu hiệu là xước sẹo nào đâu các bác nhé. Đó, sườn đây, tất cả đều đẹp zin ạ. Các bác cần hình ảnh thì cứ liên hệ với em gửi hình ảnh cho các bác để các bác tham khảo. Những cái dòng loa cao cấp này thì tất nhiên là phải tuyển chọn được những cái cặp loa đẹp zin thì mới có thể bán ra thị trường được. Cặp loa tuyển chọn đẹp xuất sắc luôn ạ. Đây là phía đằng sau đây. Cặp loa thì có cái trở kháng là 8 ohm, độ nhạy 93 dB. Và có cái đầu vào được phép liên tục là 150W. Đó, bên em thì có những cái con âm ly đèn đây cho các bác phối ghép, hay ngoài ra các bác có thể phối ghép với những cái dòng âm ly khác đây. Các bác yêu thích phối ghép với cái con âm ly nào thì nhắn tin hoặc bình luận phía dưới, em phối ghép gửi các bác ạ. Dạ vâng, video của em xin kết thúc tại đây. Em cảm ơn các bác đã xem hết video của em. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.